Mã Tiểu Linh là ai? Thì Dương Mã Tiểu Linh là ai? Của Cộng sản cho đi nằm dùng. À, không? Nghe không? Nghe không? Nghe không? Như đâu có nói đâu, như đâu có chửi không? Bỏ Trọng Tình với bác nói thôi không? Còn Thì Dương Mã Tiểu Linh nằm dùng cho Cộng sản, chứ Nhiêm có nói nha. Sao Cộng sản bây giờ kìa, Cộng sản thấy gì đó nhỏ nhỏ thì chứ có bỏ dữ lắm. Sao anh nói sao? Đúng rồi, đúng rồi, thấy không? Cơ trời đã tới rồi, thấy không? Là Cộng sản lúc nào cũng vậy á, mấy anh có tỉnh ngộ, mấy anh thành công rồi, thấy không? Thì Dương mà nó còn thành công, nó còn tỉnh ngộ, Mã Tiểu Linh nó còn tỉnh ngộ nữa, thấy không? Thấy không? Các anh thì cứ tỉnh ngộ đi, đó không? Rồi, em cảm ơn Võ Trọng Tình ha. Em thay mặt bác bác quận quần lửa cảm ơn anh Võ Trung Trực. Do trời trường hợp gì bác nói đi bác. Sao bác? Chị nói gì? Còn dài quá. Lén. Sao? Đúng rồi, bác lo dữ lắm, phải không? Bác lo cho đất nước mà 43 năm mà còn dẫn hoài, phải không? Suối bà con trong nước đi tù hoài, phải không? Bác lo dữ lắm, sao? À. Sao bác? Sao? Ừ, 50% gì là biết sao? Cộng sản nằm dồn. À. Đấu tranh nó. Cứ quét tổ Hùng Vương hoài à. Sao? Hồng Thiên sao? Sao muốn thì sao? Rồi. Trời đất ơi. Các bác nghe nghe không? Các bác thấy đời F1 mà nói chuyện mắc dạy thấy chưa, thấy không? Chính các bác là nó mắc dạy đó nha. Trời đất quỷ thiền ơi, bác già rồi sao bác dùng cái từ là mắc dạy vậy hả bác? À, không? Sao bác? Ờ sao? Sao? Ờ. Trời đất ơi, thấy người ta lấy đất mà bác có thấy không? Sao nhà tất cả nhà bà con người dân ở đây sao không lấy? Cái gì cũng vậy, phải có thấy cái mắt đặng tai nghe mắt thấy sao? Trời đất ơi, cứ bác nói chuyện vậy hoài ha. Người ta mà cứ gọi ma quỷ hoài ha. Sao sao? Trời ơi, người ta mà bác gọi cũng như là quỷ vậy mà rên la. Người ta là bác coi cũng như là súc vật vậy, bác kêu rên la sao đó đi. Trời ơi, tiết lộ hết đi. Bác tiết lộ hết đi. Vì sao bác? Sao? Sao quỷ gì bác? Ồ, quỷ nào ạ? Quỷ nào? Hứa gì? Ngày gì? Nhưng mà tôi thấy nào sao bận nước mình tới hả? Đề đi sao? Sao sao nói đi. Tháng ba rồi sao? Ờ. Đó đó đó, ai tên chữ T ha, tại bác nói nha, cộng đồng này ai là tên chữ T ha là tai kiếp đến đó, nghe không? Bác chửi hết luôn á, những người nào ăn tên chữ T thôi là bị tai kiếp hết. Sao sao? Tháng ba sao? Cũng quăng lửa hả? Đúng rồi, bác mà nói nữa hen là phụng hoàng lửa của bác hen,
là con bắt là con nhốt ở trong ha, là con ngâm rượu cho bác Trần Ngơ uống nó hen. Con nói đó, sao sao thứ bảy sao ma nào? Ờ ma đầu ma giác mẫu ma gì bắt cỏi trong trong ấy, trong hũ ngâm rượu gửi cho bác Trần Ngơ uống sao sao? Đứa nào giả bắt bắt rồi sao? Sao hấp dẫn gì sao? Trời ơi sao bác gọi bác Nguyễn Phú Trọng là chủng lú. Trời ơi bác này nè, nói chuyện nè, con nói bác nghe nè, mình lớn rồi, nói chuyện cho văn minh tí xíu đi, văn minh chơi con cháu nó bắt chước ở nói, nói chuyện chẳng có tí xíu văn minh ở trên gì bác hả? Sao 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 sao? Thì con biết bác lớn bác già rồi, trình độ của bác là chính trị của bác không có thua ai hết trơn á, mà lúc nào cũng vậy hết, bác đâu có thua đâu. 43 năm rồi bác chạy tuột quần đi đó, bác đâu có thua đâu, bác thắng mà. Đó rất là giỏi, trận chiến nào bác cũng giỏi hết trơn á, mà giỏi nhất là bác tu cái càng cánh máy bay mà đi đó hen, tuột quần tuột áo mà còn cái quần xà lõn lại đó hen, cái cảnh nó rất là đẹp. Nó nói thiệt cái vụ gì chứ giữa con thấy bác cái cảnh nó tượng nó đẹp lắm bác ơi. Sao sao bác sao 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 bác? Mời bạn gì? Bạn nào? Mời ai? Mời ai vậy bác? Mời mời John ạ. Ờ đúng rồi, nói trong nhà thương á, mà trong nhà thương điên á, không nó đang dãy dụa kêu gào bắt vô bắt đè nó chống thuốc chứ gì đúng không? Đó rồi John, nó John trong nhà thương điên nói ra đó nha, để coi cho nói gì hả. Bác cũng mới nói đó nha, nhưng nhiên nói bác nó dẫn John trong nhà thương điên đi ra sao? Dạ nhiên chào chào con. Dạ nhiên chào John sao sao? Dạ chào. Dạ sao? Dạ nói đi anh. Cộng sản làm sao? Dược gian làm sao? Dược gian trong đó là Dược gian là cái đệ nhất đệ nhị đệ tam Việt Nam Cộng Hòa không anh hả? Sao sao nói ở trong nhà thương điên mới ra thông cảm gì cả nhà ha? Sao đúng rồi. Ừ. À, ai giết ai? Nếu đụng một chút vấn đề mà em đi bắt, ừ, anh em có chịu không? Tôi sẽ đưa đi ra bắt. Ừ. Đừng có chấp. Ừ. Tại sao không làm được gì? Ừ. Cờ vàng, cờ giết hai đi bành, đúng không? Nội chiến, hỗn loạn, đúng không? Rồi, nó thà làm thẳng đi anh. Cứ làm thẳng đi, đi kiện nó giùm em đi. Đi kiện anh. Xong. Ờ sao anh? Thiện tay à, thiện tay đúng rồi, thiện tay sao? Đúng rồi, đúng vô cộng sản sao? Ờ. Đúng không? Ai 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 ai, Kim Trần, mày muốn nghe ở trong nhà tao mà chửi tao con đĩ là tao chặn nha. Năm 2018 này là tao không có chửi tục nha mày nha. Mày vô nhà tao mày chửi gì mày nói gì nói, mày chửi con đĩ là tao chặn đó, tao cho khỏi cho mày xem đó ha. Vô nhà Nhiên là nói chuyện lịch sự nha, chừng nào Nhiên chửi hả chửi nha, nào Nhiên chưa có chửi nha không. Nhiên nói gì không chửi thầy là không được vô đây chửi thầy đấy nha không. Sao anh nó thấy gì nói đại đi, nói em nghe với. Sao hiệu quả gì nói đại đi cho em nghe với sao? Nhỏ lớn gì? Chuẩn bị đi anh. Sao chuẩn bị làm gì? Lật đổ cộng sản hả? 43 năm rồi lật được chưa? Hôm nay nó 44 năm rồi đó, chuẩn bị về đi. Ở trong bệnh viện đi ra, em nói nghe nè, ở trong bệnh viện đi ra yếu xìu à, yếu xòm mà, đi cái chân còn gung sao lật nổi? Nói đi anh sao? Tiếp. Sao? Hổ mang gì? Hổ mang bắt hổ mang bỏ vô trong trong bủ rượu á, đổ rượu vô ngâm thuốc rượu chơi gửi cho bác Trần Ngơ uống hết. Sao sao
Sao bác chặn con muốn lên, sao bác chặn con? Rồi, bà Vinh chặn là ai vậy? Vô đây coi, nói thử coi nghe gì vậy? Sao? Vinh chặn mời lên đi, coi Vinh chặn nói gì? Nói đi. Ơi, chào Vinh chặn. Hello, chào Vinh chặn, sao? Rồi, chào. Sao Vinh? Đúng. Khỏi đi từ Việt Nam còn khỏi lo sợ. Thì giờ người dân cứ đồng hành đi. Đúng rồi, đồng hành đi. Việt Nam bây giờ là đang muốn người dân Việt Nam đứng lên. Đúng rồi. Kết nối với người dân. Đúng rồi, quân đội kết nối người dân chứ. Đồng hành đi, cứ đồng hành chứ. Biển Đông hiện nay bây giờ là đó có chiến sĩ rồi, mạnh lắm, các hợp quân đội mạnh lắm, anh yên tâm. Sao nói tiếp, nói sao? Ăn thua Việt Nam thì người dân Việt Nam mình lúc nào cũng mạnh mẽ, anh yên tâm đi. Sao anh nói tiếp đi, sao sao à. Sao thì gì? Đó, lực lượng Việt Nam mình, miền Nam mình giờ nhóm dò lên là nổi dậy là gì không? Nổi dậy ủng hộ phản đối là Việt Nam Cộng Hòa, thấy không? Đưa sai sự thật, thấy không? Người dân bây giờ người ta biết internet hết trơn rồi, anh không biết gì trơn á. Người dân miền Nam bây giờ, thấy không? Người ta biết internet rồi. Các anh á, nói cái gì á, người dân người ta hiểu hết trơn là người ta có nghe theo đâu, thấy không? Có những người bị khùng á, trong trại tâm thần á, mới nghe các anh đó không? Mà anh ở trong trại tâm thần cùng với cái anh John gì nãy ra đó không? Nói tiếp coi gì, sao? Ừ? Ê, thằng, cái thằng cái gì à? Đúc Quân Bibo gì nè, ê, ở trong nhà tao nói chuyện đàng hoàng, tao không muốn tao chặn tao lóc á, thì không có chửi đỉ nghe không? Tao năm 2018 này ha, tao không có chửi tục nghe chưa, ha, vô nhà tao mà chửi tục là tao tắt á, tao chặn là khỏi coi đó, tao cho làm cái bút khác á, không nghe không, đứa nào mà vô đây mà chửi đĩ đồ ha là tao chặn đó. Ơi, bọn mày thấy tao 2018 tao có chửi tục không? Tao đâu có chửi đâu, tao nói chuyện đàng hoàng, mày thấy không? Bác mà còn chửi tục, tụi mày thấy tao có chửi tục không nha? Sao nói tiếp anh? Đúng rồi, dân miền Nam em rất là nhiều chiêu, anh không biết gì trơn á. Dân miền Nam nhiều chiêu lắm, không? Sao? Sao anh? Ông, ừ đúng rồi, bác Nguyễn Phú Trọng rất là tài mà. Bác Nguyễn Phú Trọng mà, sao, nói. Sao anh? Sao? Bác Nguyễn Phú Trọng tài lắm anh ơi. Bây giờ anh mới biết là muộn rồi, không? Sao? Hai con đường sao? Rồi đúng rồi, dĩ nhiên con đường sống như con đường chết, bây giờ chọn đường nào, sao muốn đường nào? Ai cũng đi theo hết trơn á, anh khờ quá à. Trung Quốc, Việt Nam cũng theo, mà Mỹ á, là Việt Nam cũng theo, cũng bắt tay luôn không? Úc, Canada, Úc Châu, tất cả trên thế giới, Việt Nam cũng theo, Việt Nam cũng mời và đăng ký, bắt tay làm anh em, anh không biết gì hết trơn á không? Nói anh cái chuyện này đó đấy. Sao? Sợ gì? Ai kêu mấy anh sợ? Mình là người dân bình thường đi, mình không làm tội lỗi gì đấy gì mà sợ. Sao? Dĩ nhiên quân đội đứng sau lưng người dân lận chi? Bảo vệ cho người dân. Anh nói chuyện ra là em biết đủ rồi, anh biết đủ ngu rồi. Sao anh? Ai biết đúng rồi. Người dân giờ ai cũng biết làm sao? Ai à, vì người dân miền Nam giờ biết rồi, anh nói sai rồi. Người dân miền Nam là em nè, em là ở An Giang, em nhận thức được rồi. Internet bây giờ muốn biết cái gì đúng không? Lên Google khó cọc không, muốn tìm cái gì khó lên Google khó là ra hết. Sao? Người dân đồng hành gì? Anh có về đồng hành không? Không. Sao? Người dân phải không? Quân đội đúng không?
phải quân đội phải bảo vệ người dân, anh nói cũng như là quời, anh cứ này sao nó tiếp sao sao. Đúng rồi, quân đội anh nói vòng vòng hoài em mệt cho anh quá à. Quân đội lúc nào cũng phải đứng sau lưng người dân hết á. Rồi cảm ơn anh, đi xuống đây, mọi người khác lên đi phát. Ở Việt Nam mình phải bùng lên. Bùng lên là gì không? Chống lại luận điệu xuyên tạc, chống lại những người đang nói xuyên tạc về đất nước, chống lại gì bôi nhọ đất nước. Anh cứ như vậy hoài, biết hết rồi. Người dân miền Nam giờ gọi là cờ đỏ đó, anh chị bây giờ đang phản biện rỡ rất là nhiều. Không, miền Nam giờ nhiều lắm, bà con giờ cũng hết rồi. Sao sao sao? Rất là phải nói là thời điểm rất là đúng. Thì thời điểm rất là đúng, đúng, đúng. Tiếp lời của cháu. Trời. Tại sao mà nói tháng 3 thì chữ là sao? Tháng 3 nghe. Năm Tây tháng 3 là chuẩn bị cộng sản sập đổ đó. Cuốn quần áo chạy nghe. Sao? Sao? Ai mà đi nói gì? Sao? Mặt nước gì? Tàu mặt nước gì bác? Hay sao? Ngư lô hạm đó gì? Trời đất ơi, tàu mặt nước á, chiếc tàu mà bác nói là ngư lôi hạm. Ở dưới biển mà bác nói là ngư. Chu cha ơi, bác Phụng Hoàng Lửa ơi, sao bác nói vậy? Sao 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 sao, sao? Thông điệp gì bác? Cho ông bác Nguyễn Phú Trọng nói gì? Sao 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 sao? Đúng rồi, Việt Nam lúc nào cũng vậy, thấy không? Không, ờ nó, ờ Nguyễn Tấn Dũng. Sao? 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 Cho bác Nguyễn Tấn Dũng hả? Ờ à, sao? Rồi, cho Việt Nam nghe. Đã từng sống với cộng sản. Sao? Đúng. Rồi, à, đúng rồi. Đây, 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 cộng sản nè, cộng sản nghe nè. Không nghe cộng sản. Làm như đất nước cộng sản thì thành công. Sao? Sao? Hả? Cơ hội gì bác? Hả? Hả? Chúa nói gì? Chúa nói gì? Ừ, tháng 3 này giữ hả? Nhớ nghe không? Ồ, lửa là gì? Tháng 3. Rồi, bác yên tâm đi. Phượng Hoàng Lửa của bác á, ngâm rượu từ đây tới tháng 3 là uống nó vừa rồi, nó thấm rồi, uống ngon lắm. Sao? Ờ, Phượng Hoàng Lửa chuẩn bị ngâm rượu uống. Sao? Trai. Trai. Ồ. Đúng rồi. Nổi lên, nổi lên ủng hộ những anh chị em cờ đỏ, cất lên tiếng nói phản đối Việt Nam Cộng Hòa như bé bị thần kinh, được chưa? Đúng không? Chào, chào, sao? Tháng 3 quyết định gì? Tháng 3 quyết định sụp đổ cộng sản hả? Ôi chu cha ơi, nghe nói là 2016 là cũng sụp đổ. Rồi ông Phan Kỳ Nhông 2017 năm con gà đá cộng sản bay ra khỏi luôn. Nghe nói 2017 đi về chăn chỗ về nhà thờ Đức Bà. Bây giờ đến tháng 3 2018 tháng 3 nghe. Tháng 3 của bác á, Phụng Hoàng Lửa nói á, nghe, nghe không? Sao? Thanh Võ, loại cao ve này, đi vô nhà này nói mà nói chuyện không lịch sự là lóc nha. Đi vô nhà này mà nói chuyện không đàng hoàng là lóc là chặn đó nha không? Nói lịch sự nha. Vô nhà Thái Ngọc Nhiên, chừng nào thấy Thái Ngọc Nhiên chửi tục thì cứ chửi nha. Thái Ngọc Nhiên chưa có chửi tục thì không có được chửi nha. Chửi là lóc á, khỏi coi đó không? Sao? Sao bác? Sao? Không. Sao? Bác nói đi. Lớn tuổi rồi. Rồi bác làm việc gì? Ờ sao?
mẫu gì? Vì đến to gì? Ừ, kỳ mẫu hả? Bữa nay tới kỳ mẫu rồi hả bác? Sao? 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 Hiện tượng gì? Nhận nước sao? Dân tộc gì? Gì? À, bữa nay tới kêu tổ kêu mẫu rồi hả? Sao? Sứ mạng gì? Sao? Năm bao nói gì? Bác nằm chi bao luôn hả? Bác nằm chi bao nói gì vậy? Ăn bà, đúng không? Vô hình nói gì vậy? Các trưởng nói gì? Ờ, đúng rồi. Có giặt bác không? Hồi nào? Giặt tàu, ờ à, đó. Sao? Quý vị sao? 1 triệu người lặng đó. Khiếu nại á. Bác nằm chim bao mà hả? Cô hồn quỷ dữ khiếu nại bác luôn đó. Hả? Sao? Sao bác? Ờ. Bác hả? Bác nói là cô hồn mà bác được huấn luyện được với cô hồn luôn á không? Trời ơi, bác nói là ở trên trời là quỷ, ở dưới này là cô hồn. À, các bác thấy không? Trời ơi, bác ngồi dưới đây với bác cái trên trời hết á không? Bác cái tô hồ á. Không? Không? Sao? Sao bác sao? Ai hồn đổi xác cái gì? Rồi. Trời ơi, công nhận bác giỏi đi ghê hen. Bác lo về Trung Quốc rồi bác lo cho nước Mỹ luôn hen. Bác lo sao đó Việt Nam sao bác không lo đi? Bác chạy đi qua tới Việt Nam mà bỏ Việt Nam bác chạy qua nước Mỹ, bác sống ở đậu ở trên đất nước Mỹ vậy? Hả? À, sao? Sao? Hả? À, xin ngủ gì? Ồ, sao? Hả? Sao? Lính của ông trời đó. Bác Bích Tờ Hồ là lính của ông trời đấy. Sao? Ồ, sao bác? Sao? 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 Ồ, 500 người chi? Ừ, sao? Thẻ tài sao? Chế này sao? Sao? Ừ, Việt Cộng giúp đi mà Việt Cộng càng ngày càng đẹp. Trời ơi, Việt Cộng thấy gì ghê lắm, sao? Sao? Thiều sao? Sao nhảy ra làm sao? Giữa gì? Đó, bác nói tự bác nói là bác Việt Giang chứ con nói đâu, làm sao? Sao? Bác biết hết, làm sao? Vô hình. Sao? Vô hình là quỷ thần hả? Mà bác biết nữa hả? Sao? Biết hết. Ờ. Sao? Hồi đó không? Không? Đó, trời ơi. Quỷ vô hình biết hết trơn à, không? Nhập vô ông á, phải không? Quỷ thằng nó nhập vô bán rồi bác biết ai xảo hết trơn à. Thì có giỡn không? Sao? Sao? Kẻ gì à? Này, kẻ thất tình, tôi không biết bạn chửi tôi là chửi bác Phụng Hoàng Lửa. Vô nhà tôi nói chuyện cho tử tế nha, không có chửi thời đủ máu đủ mẹ nha. Chửi thời là tôi lóc quá nha ông. Tôi lóc là tôi chặn khỏi coi á nha. Vô trong nhà tôi á, khoảng này nhanh phạm tôi nhắc nhở nè. Vô nhà tôi nói chuyện cho đàng hoàng nha. Sớm cho tôi chưa có chửi thời chửi tục ai nha. Vô nhà tôi mà chửi thời chửi tục là tôi chặn đó, nghe không? Nghe không? Kẻ thích